Các bạn thân mến, hiện tại giờ mình đang ở thôn Phìn Giàng C, xã Cốc Ri, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Và ngày hôm nay thì mình đến thăm một chị người Mông có hoàn cảnh cực kỳ là đặc biệt các bạn nhé. Đó, chị tên là Cư Thị Sáo các bạn ạ. Đó, chị này thì là một người Mông bây giờ ở trong một cái túp lều rất là rách nát và ở một mình thôi. Và trước đây thì chị cũng có chồng và gia đình ấy, nhưng mà kiểu là bị chồng đuổi ra khỏi nhà các bạn ạ. Đó, mình nghe nói là bị chồng đuổi ra khỏi nhà và kiểu là cái thời điểm bị đuổi ra khỏi nhà ấy thì là đầu óc của chị nó không được bình thường nên là chồng đuổi ra khỏi nhà. Đó, mình có tìm hiểu qua như vậy. Ờ, em chào anh nhá. Dạ. Anh đang làm gì đây? Đang làm ruộng ấy à? Làm ruộng đây à? Dạ. Anh có biết đường vào nhà chị Sáo không ạ? Có. Đi đường trên hay đường dưới cơ? Trên này à? Ở trên này à? À, thế bây giờ anh đang làm ruộng đây, anh bừa hay đang làm gì cơ? Đang bừa ruộng. Đang bừa ruộng à? Thế là anh sắp làm chưa? Chưa. Thế thì chưa làm, thế thì anh hay là anh cùng em đi vào cái nhà chị này được không? Nhà chị Sáo ấy. Được mà. Với cả em cũng không rõ đường lắm, em cũng chỉ nghe nói là chị ở khu vực này ấy. Vâng. Thế anh đi cùng em nhá. Vâng vâng. Cảm ơn anh. Đấy. Thế là anh là người ở địa phương này luôn à? Vâng vâng. À. Là chị là bị mất trí nhớ. Vâng. Xong là chồng đuổi ra ngoài à? Chồng đuổi ra ngoài. Thế là người chồng bây giờ lấy vợ mới chưa anh? Chồng lấy vợ mới rồi đấy. Lấy vợ mới rồi. Vâng. Đấy, khổ nhỉ. Bây giờ bị đang nhiên có nhà có cửa. Thế ngày xưa là nhà cửa nó có to có đàng hoàng nhà không? Cửa ngày xưa vẫn to mà, nhưng mà bây giờ bà nó làm kiểu đấy thì ở trong đuổi bà ra ngoài. À, ngày xưa nó cũng có nhà cửa đàng hoàng, giờ bị đuổi ra ngoài. Thế bây giờ nó ở một mình đấy. Đây, một mình đấy, ở một mình xong là thế là hàng ngày là chị đi làm công việc gì? Bà mới đi làm xung quanh, bà trồng ngô, mới trồng ngô nuôi lợn đó. Trồng ngô gọi là tự trang trải cuộc sống của mình. Đấy. Thế là con cái thì có ai ở cùng không? Không có. Không có người nào ở cùng luôn. Kiểu là bị bây giờ kiểu là đầu óc không bình thường nữa, nên là con cái thì người ta thế con cái thì họ đi những người con lập gia đình chưa anh? Các con trai thì nó có gia đình hết rồi, thì có hai đứa con trai chứ có. À. Thế là tất cả có mấy người con ạ? Tất cả nó có 6 người rồi. À, 6 người con. Thế bây giờ không ai ở cùng luôn? Không ai ở cùng. Bây giờ ở một mình. Đây là con đường đến các bạn ạ. Một lúc nữa là đến khu vực này thì mình thấy ở đây là trồng ngô khá là nhiều. Trồng ngô nhiều. Thế cái đồ trắng trắng này là không trồng gì anh? Cái này á? À? Vẫn trồng ngô nhưng mà bây giờ chưa trồng. À, vẫn trồng ngô nhưng bây giờ lại chưa trồng. Thế sao người ta không trồng luôn cùng vụ này lên nhỉ? Nó để vụ này mới trồng. Nói chung là tùy từng mỗi gia đình, mỗi gia đình thì là sẽ có cách canh tác khác nhau ấy nhỉ. Đúng rồi. Sau một lúc di chuyển thì mình và anh Mảnh đang đến nơi rồi các bạn ạ. Đó. Đây là đường vào nhà chị đấy. Các bạn thấy kìa, nhà nó không phải là nhà nữa, là một cái lều tạm rồi các bạn ạ. Có nhà ở đâu. Nó là một cái túp lều thôi. Là bằng bạt. Để đi vào đây thì mình phải trải qua một quãng đường đi bộ khá là xa mới đến đây được các bạn ạ. Hôm nay là may là trời nắng ráo. Bình thường nếu mà mưa thì đường đến đây còn khó mà đi nữa. Đây là con đường đi vào này. Cổng có cây đào. Rồi bây giờ là hai anh em mình đã đến nơi rồi. Chết đi chó đây này. Con chó này nó cắn à? Này nó cắn. Ở đây thì mình quên nó không cắn mình. Em chào chị nhá. Đấy, em hôm nay đến đây thăm chị, gửi chị một hộp mì tôm này. Chồng không lấy, chồng đánh nhà chị không có nhà nhà. Chị giang quan chàng chị gửi chị ít thịt để ăn cơm.
Đấy, rất là khó khăn ăn cơm thì toàn rau cỏ thôi. Đấy. Vâng, đấy. Thế bây giờ là con trai chị là như nào? Con trai. À, con trai của chị. Con trai đánh bố không lấy mẹ, bố đánh cha hay, vâng. Hay cái. Đi lau cái, đi lông, đi lâu, đi... À, em hiểu rồi. Đi bác sĩ. Vâng. Đi chính... có nghĩa là... chính hay cái. Có nghĩa là thời gian trước thì chị ở đây một mình, nhưng mà về sau này thì là những người con của chị đấy thì là vẫn ở cùng bố, xong về sau thì là em này cũng bị bố kiểu là đánh đuổi ra khỏi nhà, xong bây giờ là về ở với chị. À, thế là hoàn cảnh nó là như vậy. Bố con lái. Vâng. Thế thì bé này là như nào cơ? Không có nhà. À. Bé này là con bé của con trai con trai của bạn này. À, là cháu của chị cháu này. Cháu của bạn này. À. Đây là hôm nay là có anh ở đây, anh ấy phiên dịch cho mình, bởi vì là chị kiểu là bây giờ đầu óc không bình thường nữa, nên là nói rất là câu được câu chăng mà nói hơi khó nghe một chút, khó hiểu một chút, nên là mình có nhờ anh lấy dịch hộ là tên là cháu, đây là cháu nhé, còn đây là con trai. Con trai là vừa chị kể mong máng là bị bố đuổi ra khỏi nhà ấy. Và. À, trước là ở với bố à? Trước với bố. À. Em trai xa đây khoảng một tí ra đây. Em mười mấy tuổi rồi? 14 tuổi. Thế có đi học không? Học lớp mấy rồi? Học lớp 8. Thế là trước ở với bố. Xong rồi bây giờ bố đánh đuổi ra khỏi nhà, ra chỗ mẹ ở. Đây các bạn vào đây xem hoàn cảnh này. Đây. Chỗ này là chỗ lấu lướng. Đây ta đang nấu cái gì đây em? Anh xem nào. Đây là mẹ con đang ăn cái gì? Nồi nước này. Cái nồi này nồi gì đây? Cắm lợn à? Lợn con. À, lợn con. Quang lợn ăn. Vâng. Đấy. Chỗ nấu lướng bạn này, chỗ nấu lướng là một cái lều tạm thôi. Đấy, căng bạt lên. Rồi nấu cám lợn, rồi nấu người ăn ở chỗ này hết. Đây em vào xem nhà tí nhá. Đây chị dẫn em vào cho nhà xem nhà đi. Đây nhà bên trong này. Đây không phải cái nhà nữa mà các bạn, đây là một cái lều thôi. Trong này có không có điện đúng không? Chồng không lấy nhà bé tí quang quang giấy. Không có điện. Nhà làng nhà bé tí. À, cái này là con gái chị làm cho à? Con gái với con trai làm cho, bây giờ thì chúng nó lấy chồng ấy vào hết rồi, giờ ở mỗi chỗ này thôi. Vâng, đây là cái chỗ ngủ này, chỗ ngủ bé tí luôn. Thế chị ngủ ở đây à? Con kia ngủ đây. À, trên này thì là vừa là một cái chỗ rất là nhỏ hẹp thôi, kê những tấm liếp rồi là kê cây tre cũng mục lát hết rồi. Ở chỗ ngủ của cậu bé kia. Thế là thằng bé kia nó về đây với chị lâu chưa hả chị? Anh hỏi em là bé cái đấy về lâu chưa? À, lâu tao chưa nó rồi nè. Lâu tao chưa nó rồi. Nhiều lâu tao... Phải kia này. Nó vào đây được 3 tháng. À, về đây rồi. Vâng. À. Về đây được 3 tháng rồi. Thằng bé kia về đây được 3 tháng. Ở với chị. Bố nó đuổi nó, bố đánh nó là nó chạy sang bà. Chạy sang bà này. Bố đánh xong rồi chạy sang với mẹ. Mẹ thì ở như này. Thật tê, thật không thể cầm nổi. Nói chung là xúc động, rất là xúc động các bạn ạ. Nhìn những cái hoàn cảnh như thế này. Đây này, ăn uống các bạn này. Cơm nguội, này, ớt này. Đây là gì đây? Măng. 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 Gạo thôi, không có gì ăn các bạn ạ. Không có cái gì ăn. Không có búa, không có búa, không có xe đi chợ. Không có cái gì ăn đâu. Ăn cơm rau thôi, không có gì cả. Không rau. Đây chị đang băm rau cho lợn à? Đấy, băm rau cho lợn. Nhà không có gì ăn cả. Cái chỗ này bé tí thôi, diện tích tầm khoảng là mười mấy mét vuông thôi. Vừa là chỗ ngủ, vừa là chỗ nấu, chỗ để chặn bát này, rồi là băm rau lợn, các thứ. Không có điện đóm gì cả. Ở một cái chỗ này là rất là tăm tối, gọi là tận cùng của sự nghèo khổ các bạn ạ. Đấy, trên này thì con gái nó dựng cho một cái nhà
bỏ đồ cái lều nữa bạn ạ, ngoài cái nhà nữa. Hàng ngày là chị làm công việc gì hả chị? Anh hỏi. Thế nó có hồi lý lên sao tại sao? Bà ấy đi băng rau lợn cho lợn xong bà đi phun thuốc trừ cỏ cho cỏ. Đấy là băm rau xong là phun thuốc trừ cỏ cho ấy. Hàng ngày thì là có đi làm thuê đâu để kiếm tiền không? Không đi đâu. Thế là hàng ngày thì nhà chị chi tiêu hàng ngày mua như thế nào? Chị lấy tiền đâu mà mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày hả chị? Ấy nó gọi cho thời gian cái mùng sao ra cho sao chẳng? Không kiếm được. Bà đi vay tiền không vay được. Đi vay tiền thì không ai cho vay. Đi vay tiền thì không ai cho vay. Thế là thế phải đi làm của gì đi kiếm tiền như nào? Đi không kiếm được tiền. Không kiếm được tiền. Thế bây giờ nhá chị nấu cơm ăn đi nhá. Bây giờ nấu cơm ăn đi. Bây giờ là cũng tầm cũng kia trưa rồi. Cầm món máu. Món máu. Nấu cơm ăn xong là hôm nay là em mua một ít thức ăn lên trên này rồi. Xong là cho hai mẹ con nấu cơm ăn. Ăn cơm thì ăn cứ đi. Toàn có cái gì ăn đâu các bạn, toàn rau thì thôi. Rau với măng. Đâu chắc phải cho tôi. Thế nấu cơm bằng cái nồi nào? Đây là cái nấu chó chó thôi. Cái nó cho là con chó thế này. Bây giờ nó đang chị đang nguấy cắm lợn đây này. Đây là cái nồi này, nồi cơm hay nồi gì đấy? Nồi cơm mà nấu từ sáng luôn rồi à? Nấu từ sáng để ăn trưa. Anh ấy nấu từ sáng để ăn trưa. Nấu từ sáng để ăn trưa. Thế bây giờ là đấy em chị cứ nấu cơm ăn đi nhá. Hôm nay thì là em chẳng có gì nhiều, mang một ít thức ăn lên xong là cho chị ăn cơm. Bây giờ tầm này là cũng trưa rồi. Đấy, các bạn thấy là điện đóm thì không có luôn. Ngay này mưa gió đến lúc mưa gió thì nó cũng sột nát hết. Ở đây là có cái bóng điện này là bằng ắc quy anh. Đây này. Bóng này bằng ắc quy các bạn ạ. Đấy, còn như con đóng được luôn ấy. Nó còn hết điện rồi. Ắc quy này phải đi sạc ở nơi khác. Một cái hoàn cảnh cực kỳ là khó khăn các bạn ạ. Mình đến đây mình cảm thấy rùn hết cả người. Cảm thấy rơi nước mắt khi mà nhìn thấy hoàn cảnh như thế này. Nhà còn nhiều gạo không? Gạo một tí. Gạo một tí. Một tí. Thế nhà chị vẫn có ruộng nương chứ đúng không? Vẫn không có. Không có ruộng luôn à? Ừ. Không có ruộng luôn. Trời ơi. Có tí lương như này không? Có tí lương thôi. Thế thì gạo thì mình đi làm kiểu gì? Anh. Gạo nó cho thôi. Con gái nó cho. Con gái thì là cho gạo thôi. Còn không có lương. Con gái đi lấy chồng nó cho. Gái lấy chồng nó cho. Còn ruộng nương tức là ruộng nương ấy thì là người chồng cũ vẫn gọi là sử dụng hết à? Đúng không? Người chồng cũ, chồng trước là dùng hết. Ở đây đuổi ra ở một mình như này. Ruộng không có luôn. Có một tí lương thôi. Nước ăn đấy à? Đấy, các bạn thấy nào, đây là đi qua chỗ này cho bạn biết. Đằng sau này nè, chỗ phơi quần áo rồi, không có cái gì luôn, có vài quần áo rất là rách lát hết rồi. Đó, còn dưới này là khu vực sinh hoạt. Có cái nguồn nước này, có cái nguồn nước tự nhiên này. Đấy. Đấy, dưới kia là cái chuồng lợn,
còn chưa xong. Một cái hoàn cảnh hết sức là éo le các bạn ạ. Các bạn thấy gác chắp trên này. Ở gác chắp trên là cậu con trai bị bố đánh đuổi nên là phải ra ở với mẹ, mà mẹ trong khi đó mẹ chẳng có một cái gì luôn. Gọi là ở cái lều này. Anh hỏi chị là mình chị đã ở đây lâu chưa? Thế cần nhân là toàn thế đấy. Bao nhiêu năm rồi? Ba năm. Ở đây 3 năm rồi. Nó bị chồng đánh đuổi 3 năm rồi. Kiểu là bây giờ thời gian trước là kiểu là không, đầu óc không bình thường luôn đấy. Thế tự nhiên là bị như thế. Tự nhiên là bị thế là đầu óc mình chồng là thế ngoài như thế nào mà chồng đuổi ra nhà khỏi nhà. Bà đấy không, bà mới chỉ nhớ bà đấy đi kiểu không biết trời mưa trời nắng ấy, bà đi trời tối không biết tối hay là ban ngày ban đêm ấy, bà đi kiểu đấy thì chồng đôi khi bà ra ngoài không biết trời mưa trời nắng đấy. Tối toàn đi ra ngoài ban đêm, đúng rồi, tối ban đêm tối thì đi ra khỏi nhà đấy. Thế là chồng chồng thấy như vậy là đuổi ra khỏi nhà. Đáng nghĩa bị như thế thì người ta phải yêu thương nhau. Thì vợ mình như thế để yêu thương nhau, nhưng mà người chồng thì đuổi ra khỏi nhà. Giờ ở cái chỗ này thì gọi là một cái túp lều tạm. Đây này, thớt. Cái thớt này nào. Đấy, cái thớt này mốc lắm rồi, chắc là lâu lắm rồi không biết thái thịt là gì, đúng không? Đấy. Anh hỏi chị là cách đây được ăn thịt là bao nhiêu lâu rồi? Từ Tết đến giờ không mua được cân nào. Từ Tết đến giờ là chưa được miếng thịt nào. Rồi bây giờ là tháng 4 rồi, 4 tháng nay rồi. 4 tháng, 4 năm tháng nay còn chưa được miếng thịt nào. Tết thì chắc chắn là con cái, những người lấy chồng rồi chắc chắn là sẽ đến đây để cho mẹ một tí cái thịt, đúng không? Còn từ Tết giờ là con cái không cho thì cũng chẳng được miếng gì luôn. Đây là toàn bộ cái khung cảnh, gia cảnh của chị Sáo. Nhà chẳng có gì luôn. Mình nghĩ rằng giá trị nhất chắc là con dê thôi. Một con dê này giá trị nhất rồi. Con dê này là mua lâu chưa anh? Nó mua tháng đấy để. Em mua tháng đấy à? Mua được 3 tháng. Con gái mua cho hay là như nào ạ? Thì mua cho mẹ. Bà bán 2 con lợn mình mà bà mua. Đấy, bán 2 con lợn đi thì được có một số tiền nho nhỏ để mua được con dê. Mục đích mua nuôi con dê để cho nó đẻ hay là như nào anh? Mua cho chơi sang nhỏ cái gì? Hát tao mua được sang nhỏ cái gì? Mua được chơi sang nhỏ cái gì? Nuôi cho nó đẻ. Bà mua về để cho đẻ con. Đấy, mục đích chị bà là trước chị có 2 con lợn nhỏ nhưng bán đi kiểu nuôi lợn bây giờ thì khó lắm. Lợn giống bán khó, nó rẻ thì cả bán 2 con lợn đi thì là mua 1 con dê về nuôi này. Nó đẻ các bạn ạ. Đó, nếu không mua thì bán con đi đó để có tiền sinh hoạt. Chứ bây giờ ruộng không có luôn, không có nên là không có gạo ăn. Con cái thì thì cho ít gạo ăn thôi chứ cũng chẳng có tiền nhiều mà cho mẹ được. Đó, cả gia tài mỗi có mỗi con dê. Hoàn cảnh quá các bạn ạ, nhìn thấy khổ chưa? Không nghĩ rằng là ở Việt Nam mình lại có những hoàn cảnh như thế này, ở trong một cái nhà lát. Quá là lát, không phải nhà đâu mà là cái lều các bạn ạ. Cái lều tạm thôi này, lúc mà mưa to gió lớn thì ướt hết à, đúng không anh nhỉ? Đúng rồi. Này, lúc mà mưa to gió lớn này thì nó hắt hết, ướt hết. Không những trong nhà mà chỗ nấu cơm, nấu nước.
đặc biệt là trong nhà kia. À, nấu cùng một lồi luôn hả chị? Đấy, một lồi là vừa rau bí vừa thịt luôn. Đấy, thấy chưa? Rau với thịt. Vâng, rau với thịt trong một lồi luôn. Không có tình lấy thì ăn. Vâng. Cơm sắp xong rồi. Ăn cơm xong tiếp tục đi làm con ạ. Làm lương làm đồi. Ở đây thì chẳng có một cái gì gọi là có giá trị các bạn ạ. Chỉ có củi đóm thôi. Rau lợn, thậm chí là rau lợn này phải lấy về trong như vừa lấy là lúc trước thái nhỏ để phơi khô, còn chỗ này là phơi khô rồi này. Đó, xong là nấu cho lợn ăn. Đây ít ngô này. Đấy. Đây ngô bạn này. Ngô này để nghiền cho lợn nấu cùng với rau ấy. Bây giờ là cũng đến bữa trưa rồi, xong là hai mẹ con ăn cơm xong đi làm con ạ. Đấy, ở trên vùng cao thì chỉ có ăn và đi làm thôi, chứ không như chỗ khác. Những người ta có điều kiện hơn thì người ta được nghỉ ngơi, được đi chơi chỗ nọ chỗ kia. Vùng cao thì kiếm miếng cơm qua ngày thôi. Thế là ăn cơm là không có cái mâm luôn, chỉ có mỗi cái sàng này thôi. Nhà không có cái gì luôn. Các bạn thấy vừa nãy đi vào trong nhà đấy, có cái gì đâu, bên trong thì toàn rau cỏ, bát đũa. Có chỗ ngủ thì cũng không được tử tế kìa. Đó, chị này là một hoàn cảnh rất là đặc biệt, không như người bình thường các bạn ạ. Người bình thường thì nói thì có thể là hiểu được tiếng Kinh, nhưng mà chị ấy cũng hiểu một phần nhỏ thôi, nhưng mà lại không nói được tiếng Kinh nhiều các bạn ạ. Nên là mình hôm nay là may quá gặp anh mình ở đây đó, thì là anh dẫn mình vào đây và anh cũng giải thích luôn cho mình hiểu là chị đang nói gì và mình nói cái gì, thì anh cũng nói cho chị biết đó. Vậy chị cũng không nghe được nhiều tiếng Kinh mấy, mà cũng không nói được tiếng Kinh nhiều ấy. Rắc luôn muối vào rau và thịt luôn. Không có muối gì hết rồi. Không có tình đi sợ. Không có muối. Không, thậm chí là không có súp mì chính đâu các bạn ạ. Chỉ có muối muối trắng thôi. Muối trắng. Nước canh. Đây là nước gì đấy? Nước canh. Nước canh. Thế chắc là chị có đi xuống chợ phiên bao giờ không? Chưa xuống chợ phiên bao giờ? Bởi vì là không có tiền xuống chợ. Chưa xuống chợ phiên bao giờ, không có tiền xuống chợ thì đương nhiên là chắc chắn là sẽ chưa biết đến bát phở là như thế nào đúng không? Chưa biết đến bát phở chợ phiên là như thế nào luôn. Ở nhà chỉ ăn cơm muối với cơm rau thôi. Vâng, chị cứ ăn đi. Vâng, chị cứ ăn đi, ăn cơm đi. Vâng. Vâng. Không nói được tiếng Kinh mấy. Không nói được tiếng Kinh mấy bạn ạ. Đấy, chị này lấy bát cơm kia mời mình ăn ấy, nhưng mà mình thôi cứ để chị ăn con ạ. Không có tình lấy thì cháu lấy bà ăn.
Vâng, đấy đấy. Mà là không có tiền mua thịt ăn, cháu lấy bà ăn. Đấy, kiểu là nội cách xưng hô ấy cũng chị cũng không không dùng được cho nó đúng chính xác ấy các bạn ạ, nên là nói được câu nào là hay là câu đấy thôi. Nó ăn xong là tí nó lên kia đi làm nương làm đồi, làm gì mà được nghỉ trưa đâu các bạn. Như vùng khác thì nó ăn cơm xong là nghỉ ngơi, còn ở gia đình nhà chị thì khác. Và bản chất của người Mông ấy là người ta không nghỉ trưa mấy đâu, kể cả đi làm lương xa xa ấy, thì người ta ăn cơm trưa, còn ăn tranh thủ ăn một tí thôi, xong là lại đi làm tiếp, nghỉ ngơi tầm khoảng 30 phút thôi, xong làm thông trưa đến chiều. Đó, bản chất của người Mông người ta như vậy, nó không như những người dân tộc khác thì người ta có thời gian nghỉ đến tận 2 giờ 3 giờ hoặc khi nào nắng quá thì chiều người ta cũng chẳng làm luôn ấy. Nhưng người trên này khác. Thôi chị ăn cơm đi. Thôi không, đừng không khóc đâu. Em thì giờ đến đây thì cũng chẳng giúp được gì được nhiều. Biết được hoàn cảnh của chị đấy nên trên này. Hôm nay là đến thăm nhà. Thăm nhà một chút để cho mọi người thấy được hoàn cảnh ở trên này là như thế nào. Cứ ăn đi. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau các bạn ạ. Mình bây giờ mình cũng chẳng biết là làm thế nào các bạn nhé. Chẳng biết phải làm thế nào, bây giờ chỉ giúp đỡ được như vậy thôi. Khi nào có dịp mình lên trên này tiếp. Ngày hôm nay thì là may quá gặp một anh mình, anh dẫn mình lên trên này thì cũng nói chuyện được với chị nhiều. Chứ bình thường mà nói thì chị không nghe được nhiều ấy. Nhưng mà hành động thì hiểu luôn. Đấy, mang cơm mang bát ra lấy cho mình. Anh mày nhé, nhưng mà anh em mình không ăn đâu. Để cho chị ăn. Nhà không có một cái gì luôn các bạn ạ. Có mấy cái xoong cái nồi chảo thôi. Vừa lấy mình bảo có mỗi con dê là giá trị nhất. Bà là trồng đây xí cái xích bồn bà trên chút cây cứ trước cửa con trai con bà ấy, ông đánh bà xanh chỗ nó chỗ kia chú tay đau hết mà của bà mà bây giờ bà không đi nữa, bà cứ ở đây tạm thời này thôi, bà không đi nữa. Không đi là không đi đâu nữa. Đang kể là ngày trước là chồng đánh như thế. Đúng rồi. Như nào anh? Bà như bà bảo là trước khi bà ông đợi bà đi, bà không có chỗ ở, bà cái liều nương dưới kia sinh nó liều nương dưới kia ở được một thời gian, bà mới sang lại ở đây. Có nghĩa là thời gian trước thì nó ở có một cái lều nó còn khổ đây nữa cơ, căng bạt. Xong mãi về sau thì là con cái con gái rồi là các con mới làm cho cái lều tạm này, có cái mái pa lô này cho đỡ bị mưa nắng. Bà bảo là ông lấy xích bùa bà ấy thì mà đánh bà thì bà cái cậu bà đi hỏi đi chửi ông ấy đi truy chồng bà ấy thạ bà ra ấy. Bà chỉ cứ sống tại như này. Nói chung bây giờ chẳng có cái gì cả, bây giờ cứ cuộc sống cứ tiếp tục như thế này thôi. Bây giờ ruộng đâu không có nên là chỉ có ở tạm như thế này, chăn nuôi mấy con
chó con mèo thôi, quanh quẩn với mấy con chó con mèo, trong tay không có gì cả luôn. Đó, tranh thủ chứ đang ăn thì mình quay bên ngoài vườn cho bạn xem. Có mấy cây đu đủ này, chẳng có gì cả, cây cối chẳng có gì luôn, có mấy cây đu đủ thôi mà hoa nó rất là nhiều. Đó, hoa nhiều chứ các bạn ơi. Bạn nào mà lấy hoa đủ thì là cứ alo bạn nhé, liên hệ lại với mình sẽ lấy, mình gửi cho các bạn hoa đu đủ ở trên vùng cao. Đây là một cây, đằng chỗ kia một cây nữa này. Đó, hoa đu đủ thì rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là nó trị về đường viêm họng, viêm amidan các bạn nhé. Không nên mật ong uống hoặc là đun nước uống thì rất tốt cho viêm họng, viêm amidan và điều trị tuyến giáp. Bạn nào mà lấy thì là cứ alo bạn nhé. Và những mặt hàng trên vùng cao mình quay ở chợ cho bạn xem đấy, bạn nào lấy thì cứ alo. Còn đây hôm nay là mình đến thăm một chị có hoàn cảnh đặc biệt nhất. Đến đây thì mình thậm chí là còn không cầm nổi nước mắt các bạn ạ, khi mà nhìn thấy hoàn cảnh như thế này. Ai mà cũng có cái nỗi niềm riêng các bạn ạ, ai cũng có nỗi niềm riêng, có những cảm xúc riêng. Tất nhiên là có những người cứng rắn và những người người ta dễ xúc động ấy. Vừa lấy là ăn cơm xong rồi. Vừa lấy là ăn cơm xong rồi, bây giờ là chị ấy đi xuống dưới cái chuồng lợn rất là xa để cho lợn ăn. Đó, cái chuồng lợn nó ở tận dưới kìa. Đó, xa tít một tấc kìa. Đó các bạn ạ, đấy chưa? Khổ thật. Chồng đánh đuổi ra khỏi nhà. Chồng thì đánh đuổi. Nói chung là nặng đấy các bạn ạ. Bây giờ ở cái lều tạm, bây giờ chỉ có nuôi quanh quẩn nuôi mấy con lợn con gà thôi. Những ngày mà mưa gió thì ướt hết các bạn nhé. Mưa to gió lớn hát ướt hết. Giờ cậu con trai cũng bị búa đuổi. Bây giờ phải sang ở với mẹ. Mẹ đã không có gì rồi, bây giờ lại phải nuôi thêm một cậu con trai nữa. Sau một lúc thì chị đã xuống cái nhà lều này các bạn ạ. Nhà lều này để lấy một cái bạt rau lợn ra đấy phơi các bạn ạ. Phơi rau lợn ở chỗ này các bạn nhé. Phơi ở chỗ này thì nó lắng các bạn ạ, lắng được lâu ấy. Còn nếu như mà phơi ở trong cái khu kìa, khu nhà kìa thì nó sẽ bị ánh nắng mặt trời nó che mất, nên là chị ấy phơi ở chỗ này. Bạn thấy khổ chưa? Có nhà có cửa nhưng mà bây giờ bị chồng hắt hủi đuổi ra khỏi nhà, ở một cái nhà cái lều tạm đi các bạn ạ. Hàng ngày thì là đi lấy rau lợn về băm khô, băm phơi khô đây này. Vâng, làm cái này để phơi cho lợn khô, để cho lợn ăn dần. Đến mùa này nó có cái rau này này, đến mùa khác thì nó hết cái rau này rồi, nên là không kiếm được. Phơi khô đi. Mùa này có cái rau này thôi, đến mùa kia thì là hết rau. Mùa kia là chỉ ăn, nói chung kiếm rau rất là khó luôn. Nhờ người ta lấy rau này ra để cho nó ăn dần ấy, nấu cắm ngô ấy. Đấy, công việc hàng ngày. Ruộng là không có luôn, có mỗi một cái mảnh nương ngô bé tí. Rồi là rau lợn phải đi kiếm. Và công việc hàng ngày của chị đấy vẫn tiếp tục như vậy các bạn nhá. Hàng ngày thì đi làm nương làm rẫy. Rồi là lấy rau lợn cho lợn ăn, chăn một con dê nho nhỏ. Hoàn cảnh thì các bạn biết rồi, cực kỳ là khó khăn, tận cùng của sự nghèo khổ.
sống trong bóng tối các bạn ạ. Đó, gọi là sống trong màn đêm bóng tối. Những lúc trời mưa gió thì chỗ ở thì mấy chỗ đun gần như là ướt hết các bạn nhé. Và chuyến đi thăm chị Sáo của mình đến đây là kết thúc các bạn nhé. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái chương trình tiếp theo trên kênh Lắng Gió Vùng Cao. Trước khi các bạn rời đi, các bạn nhớ cho mình một like, một chia sẻ để mọi người cũng biết đến kênh Lắng Gió Vùng Cao, để mọi người cũng biết đến hoàn cảnh của chị đấy các bạn nhé. Chào các bạn.